Ôi, sô-cô-la thật là ngon. Không, Mary, đừng cho ngón tay vào đài phun nước. Hãy chờ đồ ngọt nhá. Ôi, nó đây rồi, đây là một cây xương rồng. Còn cậu có gì? Thật là tệ hại. Đừng sợ Mary, tớ may mắn hơn cậu đó. Vì đây là kẹo mắt thôi. Trời ạ, thật là không công bằng. Nhưng mọi thứ đều phù hợp với tớ. Chúng có mùi thơm quá. Tớ muốn thử nó thật là ngon. Ôi, trời ạ, ăn luôn hai cái cùng một lúc nhá. Ngon thật đấy. Bằng mứt cam nhiều màu cũng rất là thú vị. Nhân tiện Mary, cô có biết bên trong kẹo cao su có siro không? Không có phần gì phải khoe khang. Bây giờ hãy ăn kẹo của cậu ở đài phun sô-cô-la đi. Thôi được rồi. Ôi, sẽ rất là ngon đấy. Kẹo dẻo với sô-cô-la là sự kết hợp yêu thích của tớ. Ôi, thật là buồn. Bây giờ hết mất rồi. Nhưng mà tớ vẫn còn. Mary nhìn đây. Trời ạ, bây giờ tớ sẽ cho hết tất cả vào sô-cô-la. Ôi, nhìn nó ngon làm sao. Tớ phải ăn cái này ngay khi trước khi ai lấy. Không thì Mary đang nhìn chúng rất là thèm thuồng lắm rồi. Cậu ấy thật là may mắn. Ôi, đồ ăn này có thể ăn mãi mãi. Tớ sẽ không bị phân tâm ở bất cứ đồ khác. Ôi, trời ạ, quả này đến quả khác, không thể nào mà dừng lại được. Thôi được rồi Mary, tớ xong rồi. Bây giờ chắc là cậu đang chảy nước miếng lắm rồi. Còn cậu thì sô-cô-la đầy mặt kia kìa. Không sao, một lần sô-cô-la là không có. Ôi, bây giờ trên tay tớ vẫn còn này. Trời ạ, rõ ràng đến lúc phải thử cái xương rồng của mình rồi. Ôi, trời ạ, đau quá. Chắc là nếu phủ nó với sô-cô-la cần phải kiểm tra. Không, vẫn không thể nào mà ăn được. Tớ sẽ thử tẩm nó vào sô-cô-la thêm nữa nhé. Cậu đang làm gì vậy Mary? Ôi, được rồi này. Hãy nhìn xem, trông giống như là kem vậy. Để thử nhé. Ngon thật đấy. Và rất là an toàn đấy chứ. Không có một cái gai nhọn nào. Mary, bên trong vẫn còn đầy gai đấy. Trời ạ, cẩn thận đi chứ. Thôi được rồi, tớ đã nói trước rồi đấy. Ôi, ngon quá. Ôi, ôi, có cái gì đó chọc vào lưỡi tớ. Trời ạ, ôi, trời ạ, ai bỏ nó ra đi. Mary, tớ đã nói rồi mà. May mà tớ có nhíp nhá. Đưa lưỡi của cậu đây. Tớ sẽ cố gắng giúp cậu. Ôi, cẩn thận. Cậu phải cẩn thận hơn mới đúng chứ. Khi cậu quyết định ăn cây xương rồng. Cậu nói đúng, thế thôi sao? Tuyệt quá, cảm ơn Kit. Không có vấn đề gì bạn yêu. Ồ, chuối và topping ngọt ngào, tuyệt lắm. Lần này cậu may mắn hơn tớ rất là nhiều. Cá sống sao? Ôi trời ạ, à, tớ không ghen tị với cậu đâu Kit. Hãy để tớ ăn đầu tiên nhé. Ôi, nhìn chuối ngon quá. Cần phải làm sạch bạn nhé. Còn bây giờ có thể nhúng vào sô-cô-la rồi. Ôi, chuối và sô-cô-la là sự kết hợp hoàn hảo. Còn bây giờ thì phải nhúng nó vào topping ngọt ngào. Như này vừa đẹp, vừa ngon. Wow, trời ạ, tuyệt lắm. Tớ muốn thử nó lắm rồi. Ngon thật đấy. Bây giờ tớ sẽ ăn chuối với sô-cô-la. Đấy, xong rồi, hết chuối rồi. Nhưng mà tớ vẫn còn topping đây này. Tớ có ý kiến rất là hay. Tớ sẽ đổ nó vào đài phun sô-cô-la. Như này, sô-cô-la sẽ còn ngon hơn. Ồ, trông thật là đẹp. Ồ, nhìn này, nó đổi màu rồi, tuyệt quá. Ồ, wow. Thật là buồn khi tớ phải nhét cái thứ kinh tởm này vào vẻ đẹp đó. Thôi được rồi, sớm muộn gì cũng phải ăn nó thôi. Tắm trong sô-cô-la đi con cá. Và trông cũng không lại ổn lắm. Mặc dù vẫn là cá sống. Trời ạ, à, chỉ ở trong sô-cô-la. Thôi được rồi, tôi sẽ thử. Thật là kinh khủng. Hương vị thật là ghê tởm. Trời ạ, à, tôi thấy tệ quá. Ôi, khổ thân Kit. Trời ạ, à, cá sống tệ hơn chỉ là cá sống với sô-cô-la thôi. Khổ thân, cậu ấy đã xui xẻo trong vòng này rồi. Có lẽ bằng cách nào đó làm sáng tỏ sự thất vọng của cậu ấy. Tôi nghĩ ra rồi.
Cậu giữ ống hút đi. Tớ phải làm gì với nó? À, tớ biết rồi. Ý tưởng tuyệt vời đấy Mary. Chúng ta có thể uống sô-cô-la trực tiếp từ đài phun nước. Ừ, ngon thật đấy. Tớ đồng ý. Nhưng mà đài phun hết sô-cô-la rồi. Ôi, chúng ta đã uống hết rồi Kate. Ừ, và nó rất là ngon luôn ý. Ồ, đó là gì vậy ngô sao? Tớ phải cho nó vào sô-cô-la sao? Hubba Bubba, nó rất là ngon. Ôi, và với sô-cô-la nó sẽ ngon hơn nữa. Tớ sẽ là người đầu tiên nhá. Tớ chắc chắn sẽ không vội đâu, cậu bắt đầu đi. Xem nào. Ngon quá. Tớ sẽ đổ sô-cô-la thẳng vào như thế này này. Và bây giờ tớ sẽ đóng nó lại và lắc mạnh lên để tất cả các kẹo được bao phủ bởi sô-cô-la. Wow, nó trông thật là tuyệt vời. Bây giờ tớ có kẹo cao su sô-cô-la rồi. Tớ muốn thử nó luôn này. Ồ, tuyệt quá. Hương vị là những gì tớ cần. Tớ sẽ nhét nó vào miệng hoàn toàn. Ngon quá. Đợi đến lúc cho siêu bong bóng sô-cô-la này rồi. Thử nhá. Tuyệt quá, trông thật là tuyệt vời. Và đó vẫn chưa là tất cả, bởi vì tớ vẫn còn kẹo cao su thứ hai. Nào, trèo vào đài phun nước đi. Ôi, tớ sẽ làm tương tự luôn. Đổ vào, lắc lên và chiêm ngưỡng. Và ăn nó thực sự rất là thú vị. Tuyệt vời. Ôi, nhìn cậu ăn ngon lắm sao Kate. Ôi, và bong bóng thật là tuyệt vời. Ừ, đúng rồi. Ngô của cậu thì thế nào rồi? Vẫn ở đây, tớ thậm chí không biết làm nào để ăn nó. Thôi được rồi, tớ sẽ nhúng nó vào sô-cô-la vậy. Như này có lẽ là sẽ ngon hơn đấy. Có mùi rất là tuyệt vời. Tớ sẽ ăn nó. Cũng bình thường. Không phải cây xương rồng nhưng cũng không phải Hubba Bubba. Nhưng điều gì xảy ra nếu chúng ta sửa đổi nó như bây giờ nhỉ? Tớ có một cái gai trong túi đây này. Và tớ sẽ bật nó lên và làm nóng nó lên. Nếu tớ làm đúng, mọi thứ sẽ thực sự rất là thơm tho. Nào, để xem thử nào. Bỏng ngô. Nhìn này Kate, nó còn đầy sô-cô-la nữa chứ. Tốt làm sao. Ồ, vị quá là tuyệt vời luôn. Có bỏng ngô có nghĩa là có thể để xem những video hấp dẫn rồi. Ồ, thử thách nấu ăn này. Tuy nhiên tớ rất là thích nó. Tớ không bao giờ có thể biết được ai sẽ thắng. Ồ, tớ cũng rất là thích bỏng ngô. Trong khi Mary đang say mê xem video, tớ có thể cho một ít vậy. Ê, không đau thế. Ai bảo cậu lấy đồ ăn của tớ. Nhìn này, đây là một khoảnh khắc rất là thú vị. Thôi được rồi, ăn bỏng ngô của cậu đi đồ tham lam. Tớ không thể nào cưỡng lại đài phun sô-cô-la này. Ngon làm sao. Ồ, đồ ngọt này. Tớ có bánh quy Oreo. Hay quá, còn cậu có gì? Tớ không phải đồ ngọt, mà là đồ chua. Đó là chanh. Tớ đã tưởng tượng mặt của cậu khi cậu ăn chúng rồi. Ồ, rất khó để tưởng tượng. Có lẽ nếu nhúng chanh vào sô-cô-la, chúng sẽ không quá chua. Tớ rất là nghi ngờ, nhưng tớ sẽ phải thử nó thôi. Cần phải làm thật nhanh. Ôi không, nó vẫn là chua. Sao hôm nay tớ lại xui xẻo như này? Tớ không biết phải nói gì với cậu Mary, tớ không có vấn đề gì cả. Ôi, như này càng khó chịu hơn. Thôi được rồi, đồ chua. Vào đài phun nước đi, tớ sẽ cho cậu cơ hội thứ hai. Không. Trời ạ, không có gì thay đổi cả. Vẫn chua. Thôi được rồi, bây giờ chỉ cần ăn hết nó càng nhanh càng tốt thôi. Kate, ôi, cậu thậm chí không thể tưởng tượng được sự đau khổ này như thế nào đâu. Ồ, cậu nói đúng. Trời ạ, nhìn trông thật là đau khổ. Ôi, mảnh cuối cùng, tớ không thể chịu được nữa đâu. Ôi, Mary, tại sao cậu khóc như vậy? Ôi, lấy khăn đi. Lau mặt đi và trở nên lại xinh đẹp đi nhá. Cảm ơn Kate, cậu thật là tốt bụng. Mary, tớ đã nói lau mặt không phải là xì mũi. Nhanh chóng ném thứ ghê tởm này đi và không nghĩ về nó nữa. Nhân tiện, tớ còn có cái này nữa. Ôi, bánh Oreo của tớ. Xin lỗi Mary, tớ không có thời gian đối phó với cân của cậu đâu. Bánh quy đang ngon đang chờ đợi tớ đây. Và tớ muốn ăn chúng thật là nhanh. Nhưng trước tiên, tớ sẽ nhúng chúng vào sô-cô-la.
Bánh quy với sô-cô-la. Ôi, ngon lắm sao. Ngon thật đấy. Ôi, liếm cả ngón tay luôn ý. Chờ một chút, tớ có ý tưởng này. Cần phải lấy tất cả bánh quy ra khỏi gói và bẻ vụn chúng ra. Ôi, như này cần thủ thuật karate và đập đầu nhá. Đấy, như này. Kết, cậu có ổn không? Chắc chắn rồi, bởi vì là tớ có một ý tưởng tuyệt vời. Có thể đổ sô-cô-la vào cái túi bánh Oreo này, cắm que vào và đông lạnh nó vào. Cậu sẽ không đoán được điều gì sẽ xảy ra đâu. Ôi, tớ nghĩ sẽ rất là ngon đây. Đúng rồi, nhưng mà cần phải đợi một chút. Chúng ta không vội đi đâu mà. Được rồi, tớ sẽ cho những chiếc bánh Oreo này vào ngăn tủ đá. Và bây giờ tớ sẽ tính thời gian. Xong rồi, thời gian lấy ra rồi. Ôi, trông có vẻ rất là ổn. Ôi, cậu đã nghĩ ra gì vậy Kit? Bây giờ cậu sẽ thấy thôi. Chúng ta sẽ lấy cái gậy và quay nó và bỏ nó ra. Tuyệt quá. Nhìn này Mary. Ôi, có kem Oreo, thật là tuyệt. Ngon thật đấy. Và có thể nhúng vào sô-cô-la nữa cơ. Và nó sẽ còn ngon hơn. Sô-cô-la với sô-cô-la, sô-cô-la nữa sao? Ngon ngon quá. Không thể nào mà dừng lại được. Kate, có vẻ như cậu gặp rắc rối rồi. Cậu khỏe không? Ôi, thực sự là đông lạnh rồi sao? Ôi, cần phải làm ấm cậu khẩn cấp. Nào nào, để tớ đắp chăn vào nhớ. Ôi, kem ngon quá. Cảm ơn Mary. Rất vui để giúp đỡ. Kate, cậu ăn ngon miệng thật đấy. Được rồi, cậu sẽ không chia sẻ đâu. Đây, ăn đi Mary. Cậu là vị cứu tinh của tớ mà. Thú vị thật đấy. Ở đây có gì? Wow, kẹo dẻo. Ôi, thật là một cơn ác mộng. Ôi, chắc chắn rồi. Phô mai của tớ rất là hôi. Thật là xui xẻo quá đi mất. Tớ có một ý tưởng. Kẹo dẻo sẽ cứu khỏi cái mùi hôi thối này. Kate, cậu sẽ xử lý phô mai nhanh đi. Nếu không chúng ta sẽ chết ngạt mất. Ôi, tớ thực sự phải ăn nó sao? Tớ không cảm thấy thích nó chút nào. Nếu tớ nhúng nó vào sô-cô-la thì nó có hết mùi không? Ôi, tớ nghĩ không có gì thay đổi cả. Thôi được rồi, tớ sẽ cắm một miếng nhỏ vậy. Ôi, thật là ghê tởm. Ai thậm chí đã nghĩ ra loại phô mai khủng khiếp này vậy? Ôi, cái này chỉ có chuột mới ăn được thôi. Ôi, trời ạ, không ngon đâu. Ôi, có gì đó không ổn. Ôi, trời ơi, ghê quá, mùi thật là hôi thối. Chúng ta cần khởi trương làm gì đó. Với sô-cô-la. Đấy, chính xác là những gì tớ cần. Tuyệt lắm. Nhưng mà tớ bị bẩn hết rồi. Tớ cần phải lấy cái khăn gì đó để lau. Ê, Kit, đây là áo phông của tớ. Cậu đừng lấy làm khăn chứ. Trời ơi, tại sao cậu không lau vào áo của cậu? Trời ơi, cậu có bình thường không? Thật là khó xử. Mary, cậu có muốn ăn kẹo dẻo của cậu không? Chính xác, kẹo dẻo của tớ. Họ đang chờ đợi tớ mà. Tớ sẽ lấy que đầu tiên và nhúng nó vào sô-cô-la. Tuyệt quá. Ngon lắm sao. Tớ muốn nhiều hơn nữa. Cần phải nhúng kẹo thêm một lần nữa nào. Quá là ngon. Không thể nào mà dừng lại được. Ôi, Mary ăn ngon quá, tớ cũng muốn. Xin lỗi Kate, nhưng mà kẹo dẻo là của tớ, vì vậy tớ sẽ tự ăn chúng. Như này này, từng miếng một. Hương vị quá là tuyệt vời. Ồ, vẫn còn một cái nữa này. Nào, tớ sẽ phải lấy nó thôi. Không nhanh như vậy. À, như vậy chứ gì, vậy chúng ta sẽ chiến đấu bằng kiếm. Và người chiến thắng sẽ nhận được ăn miếng kẹo dẻo cuối cùng. Và nó là của tớ. Để thử nhá. Ngon thực sự đấy. Thôi được rồi, tớ vẫn còn ăn phần còn lại nữa này. À, vẫn còn hai cái nữa này. Ôi, đúng vị như tớ thích luôn. Vị ngon thật đấy. Mary, trời ạ, cậu cho vào mũi cậu rồi mà. Thì sao, nó vẫn ngon như vậy. Hãy xem cậu sẽ may mắn như thế nào trong thử thách sô-cô-la mà tớ sẽ sắp xếp. Chà, một khởi đầu không tệ nhưng tớ không muốn ăn hành tây. Tớ nghĩ có thể xử lý việc này được mà.
Nào, thử nào. Trời ơi, thật là kinh khủng. Cậu chỉ thiếu một cái gì đó. Một ít trang trí. Thank you. Cảm ơn. Tốt hơn nhiều rồi đấy. Không, nhưng mùi vị vẫn thật là kinh khủng. Thật tốt khi tớ có một cái kẹo mút to. Không cung bằng tí nào. Xin lỗi cậu. Tớ chắc chắn kẹo mút này sẽ thật tuyệt vời với sô-cô-la. Ngon thế. Tớ nghĩ tớ sẽ làm món ăn của cậu ngon hơn. Cho thêm một ít mù tạt vào. Xem cậu sẽ thích như thế nào. Thêm một ít sô-cô-la nào. Tất nhiên, cậu cứ lấy đi. Ôi, trời ơi, cay quá. Cái quái gì vậy? Tại sao vậy Suzy, tại sao? Tớ nghĩ cậu sẽ thích mà. Yeah. Wow. Không thể tin được vào mắt mình, tớ được que kem. No. Còn tớ được ớt. Trời ơi, tớ không muốn ăn đâu. Cậu cứ ngồi đây đi. Còn tớ sẽ nhúng những miếng băng lạnh này vào sô-cô-la. Thật là tuyệt vời. Tớ không thể dừng lại được. Cậu có thể cho tớ một cái kem được không? Cậu có ớt mà. Chúc ngon miệng. Được rồi. Tớ sẽ thử một ít vậy. Ôi. Trời ơi, tớ không chịu được. Tớ cần cái gì đã hạ nhiệt. Ôi, nó thực sự đã cứu tớ. Ngon quá. Tớ đã nói với cậu cái kem này rất ngon mà. Ôn trời, không có gì ngon hơn Bim Bim. Tớ chắc chắn sẽ không nói được điều tương tự với dưa chua. Nhưng có lẽ đồ ngọt sẽ che mất hương vị. Trông thật là kinh khủng. Ôi. Trời ơi, kinh quá. Tớ không thể ăn được. Ôi, mình không thể nhìn được. Mình cần phải phân tâm và ăn một cái gì đó ngon hơn. Tớ sẽ lấp đầy cái này với sô-cô-la. Bim Bim sô-cô-la là một điều ước. Bây giờ thì mình có thể thử rồi. Nhìn thật là hấp dẫn. Ôi, nó còn rất ngon. Tớ cũng muốn thử. Mình sẽ lén lút lấy. Monica chắc không để ý đâu. Bỏ tay ra Suzy. Đây là của tớ. Nè. Yeah, lại thêm món ăn ngon cho tớ. Sô-cô-la kết hợp với dưa hấu. Thật là tuyệt. Nhưng không phải với chanh. Chỉ cần nhìn chúng tớ đã cảm thấy được vị chua rồi. Mình hy vọng sô-cô-la sẽ giảm đi một chút. Chúc may mắn cho tớ đi. Trời ơi, chua quá. Không thể chịu được. Mình không thể nhìn được. Cố lên Suzy. Thôi, mình không chịu được nữa rồi. Mình cần sô-cô-la mà không có chanh. Vẫn chua quá. Mình không thể chờ được một miếng cắn.
Nó thật là tuyệt vời. Tất nhiên rồi, cậu lúc nào chẳng may mắn. Không cần phải ghen tị như thế đâu. Kẹo nhẫn hay quá, không biết bắt đầu từ đâu. Thật là tàn nhẫn. Cậu được kẹo, sao tớ lại được bông cải xanh? Ít nhất nó cũng tốt cho cậu mà. Đây là đồ trang sức tốt nhất của tớ. Tớ rất vui khi bắt đầu được ăn. Tớ cũng có thể làm được như vậy mà. Đừng mất thời gian nữa. Lấy và ăn đi. Được rồi, mình sẽ ăn thôi. Thực sự là rất ngon mà. Cậu có chắc không? Yeah. Tuyệt vời. Món ngọt hơn. Cả một bát Skittles. Giấc mơ thực sự trở thành hiện thực rồi. Gà rán rất ngon, nhưng không phải cùng với sô-cô-la. Cậu bao giờ cũng không hài lòng. Hãy thư giãn và tận hưởng bản thân như tớ đi này. Wow. Tớ đã có một công thức đặc biệt ở đây. Kẹo Skittles và sô-cô-la. Hãy ghi nhớ và cậu có thể làm cho mình sau. Ngon quá. Trời ơi, đừng khoe nữa. Được rồi, tớ sẽ thử. Như thế nào? Tớ nghĩ nó như thường, nhưng sẽ không được tốt lắm. Chúc tớ may mắn đi, nó sẽ giúp tớ. Cậu biết không, Monica? Nó thực sự tuyệt đấy. Thật sao? Thật. Tại sao mình phải lừa bạn? Đưa cho tôi một miếng, tôi muốn thử. Và tôi sẽ làm nó tuyệt vời hơn nữa bằng cách nhúng nó tất cả vào kẹo. Điều này hay quá. Trời ơi, thật là kinh khủng. Suzy, cậu lừa tớ sao? Xin lỗi. Ôi, đau quá. Một cái xương rồng đầy gai. Làm thế nào mà tớ ăn được nó? Cuối cùng cũng được may mắn về phía tớ. Chuối rất hợp với sô-cô-la. Đầu tiên phải bóc nó ra. Ôi, tớ thực sự nóng lòng muốn thử rồi. Xong. Ồ, ngon quá. Nó thực sự trông rất ngon. Và thậm chí còn ngon hơn rất nhiều. Ôi, xin lỗi. Cậu thật là ác. Cậu giận mình bởi vì cậu đói thôi. Ăn cây xương rồng của cậu đi, còn tớ sẽ hoàn thành trái cây của tớ. Tớ không biết ăn nó như thế nào nữa. Nhưng tớ có cách rồi. Tớ sẽ thử cắt kim đi. Có vẻ như được đấy. Và cái cuối cùng nữa. Xong. Đã đến lúc thêm sô-cô-la. Một hương vị thật là kỳ lạ. Có gì bên trong vậy? Ồ, đó là những kẹo con sâu. Thật bất ngờ. Cần phải lấy hết ra thôi. Tớ là người may mắn nhất rồi. Trên đời này không có công lý sao? Tớ không muốn ăn nữa. Ôi, của mình ngon quá. Bánh burger. Nhưng tớ không muốn nhúng nó vào sô-cô-la. Còn mình được gấu kẹo dẻo. Đây sẽ là món ngon nhất.
Được rồi, bây giờ tớ chắc quen với những đồ kinh khủng rồi. Mình sẽ không từ bỏ hy vọng. Wow, nó thực sự không tệ. Kinh tởm, cậu ăn nó như thế nào vậy? Mình rất thích. Và mình sẽ ăn hết. Ôi, đúng là con gấu kẹo dẻo này trông ngon hơn nhiều. Tốt hơn mình nghĩ. Cậu không phiền nếu tớ thử phải không? Thực sự là mình có phiền đấy. Ôi, đau quá. Xin lỗi nhưng cậu tự làm vậy mà. Thôi, đừng đợi nữa, hãy bắt đầu vào cuộc chơi. Emma và Kate đang chờ điều gì đó xảy ra tiếp theo. Dâu tây hay ớt sừng? Kate, bạn không may mắn rồi. Còn Emma thử dâu tây phủ sô-cô-la ngay lập tức, rất ngon. Như mình tưởng tượng, rất là ngon. Nào Kate, không cần ghen tị đâu. Tớ sẽ tưởng tượng đây cũng là dâu. Chỉ hơi cay một chút thôi mà. Tớ không sợ đâu. Nào ớt, vào sô-cô-la thôi. Mọi thứ đều ngon với sô-cô-la. Không đến nỗi tệ. Ôi, giúp tôi. Cho tôi cái gì đó. Nóng quá. Ôi, nhìn phong tác của bạn kìa. Tôi có thể hiểu được tất cả mọi thứ, nhưng điều này hơi quá. Bạn có quá nhiều sô-cô-la trên mặt. Cho tớ ăn cùng được không? Ừ, ngon quá. Được rồi, đừng giận. Lần này Emma không gặp may rồi. Quả chanh. Ôi. Còn Kate thì Oreo. Wow, yes. Ồ, sẽ ngon tuyệt khi ăn chung với sô-cô-la. Emma vừa tưởng tượng vừa chua như thế nào. Chua kinh khủng. Không có cách nào khác, bạn vẫn phải trải qua nó thôi. Nhưng Emma không hề đơn giản chút nào. Hãy nhìn cô ấy đã làm gì kìa. Wow. Đây thực sự là phép thuật. Vẻ đẹp lung linh này là gì? Điều kỳ diệu. Yeah. Kết vội vàng nhúng chiếc Oreo của mình vào đài phun nước như vậy. Vẫn chưa rõ liệu có ngon như đẹp không. Nhưng chúng tớ thực sự hy vọng như vậy. Kate nhanh chóng xử lý một chiếc bánh quy đầu tiên. Mọi thứ có vẻ rất tốt đẹp. Nhưng đến lần thứ hai, rõ ràng món này không ngon chút nào. Mà còn chua kinh khủng nữa. Bánh donut và súp lơ. Ở đây có sự tương phản như vậy để không bị nhàm chán. Emma lại không may. Kate không có thời gian để ý đến bạn mình, bởi vì bạn ấy có món ngon như vậy. Nhưng Emma tinh danh đã biết trước rằng sẽ rất vui. Súp lơ, được rồi. Nhìn không hấp dẫn lắm, nhưng vẫn còn cơ hội. Thơm ngon. Tuyệt. Tớ không bao giờ nghĩ rằng sẽ ngon như vậy. Bạn có muốn thử không? Một hương vị khác thường. Chúng ta sẽ đổi chứ. Tuyệt vời, bạn sẽ không hối tiếc đâu. Vâng, chỉ cần cho thêm sô-cô-la vào, bạn sẽ ngạc nhiên rằng nó sẽ rất ngon. Aha, bị lừa rồi. Trời ơi, bạn dễ tin quá. Bạn nghĩ rằng nó sẽ ngon thực sự sao?
thật là buồn cười khi nhìn bạn Kate. Nhưng tớ có bánh rán. Không có ai nói rằng món này không ngon đúng không? Vâng, tớ sẽ không đưa lại cho bạn đâu, đừng hy vọng. Wow, yes. Kẹo dẻo và trứng luộc. Các bạn tự thấy ai gặp may rồi. Nhưng biết đâu Emma lại nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề này. Ôi, đôi mắt khổng lồ, trông thật đáng sợ nhưng ngon lắm. Cuối cùng Kate cũng có cái gì đó ngon. Và Emma chắc chắn sẽ không được ăn cắp. Thưởng thức đi. Emma thì rất buồn. Chúng. Bây giờ chúng ta sẽ xem bạn ấy ăn chúng. Trời ơi, lại còn trong sô cô la. Nếu xem xét trên khuôn mặt của bạn ấy, có vẻ như không ngon lắm. Ôi. Bạn ấy ăn hết và thậm chí còn không nôn nữa. Hay Emma rất đói. Wow. Vòng này có khoai tây chiên và vài viên kẹo mút siêu lạ mắt. Khoai tây tất nhiên là ngon rồi, nhưng chắc chắn sẽ không hợp với sô-cô-la. Còn kẹo thì sao? Trông tuyệt. Nhưng cứng quá không cắn được. Emma cẩn thận không gãy răng đấy. Oops. Tội nghiệp kép bị đánh ngay vào trán. Bạn có thể cẩn thận hơn được không? Bây giờ Kate có lông mày đặc biệt. Trông thực sự rất hài và kịch lạ. Được rồi, không phải lúc này. Khoai tây. Thành thật mà nói, tớ không muốn thử sự kết hợp này. Nhưng tớ phải làm. Wow, tuyệt quá. Tớ không nghĩ rằng nó sẽ ngon như vậy. Tuyệt vời. Yeah. Cho tớ xin thêm ít khoai được không? Ôi, mùi này từ đâu ra vậy? Có mùi như phô mai trên đĩa của Kate. Ôi chúa ơi. Không ghen tị với bạn ấy được. Kẹo dẻo của Emma rất ngon. Bạn ấy đã nghĩ ra một cách nữa. Như này sẽ còn ngon hơn nữa. Có tưởng tượng bạn ấy có thể uống được bao nhiêu sô-cô-la bây giờ không? Thậm chí còn ngon hơn cả cacao với kẹo dẻo. Câu chuyện cổ tích sô-cô-la. Trong khi Emma thích thú với ý tưởng tuyệt vời của mình, Kate cũng không kém xa. Aha. Mặc dù mùi từ phô mai rất kinh khủng, nhưng vẫn phải đối phó với nó. Nút mũi. Marshmallow. Hả? Chà, bây giờ Kate sẽ không sợ mùi gì nữa. Phô mai như phô mai. Chỉ cần đổ thêm sô-cô-la lên đó, càng nhiều càng tốt. Chỉ là hơi lạ một chút thôi. Nhưng sô-cô-la ngọt đến mức vẫn ăn được. Nếu không phải tính của Emma thì mọi thứ sẽ diễn ra như kim đồng hồ. Nhưng không,
Và cuối cùng kết lại là thiệt hại. Chúng tớ cũng đang chờ mong. Yes. Kẹo cao su và bánh mì kẹp xúc xích. Rõ ràng ai là người hạnh phúc ở đây và ai không. Kẹo cao su này giống như trúng xổ số vậy, nhưng nó sẽ ngon hơn với sô-cô-la, phải không? Thật thú vị, nếu bạn thổi phồng bong bóng thì nó sẽ là sô-cô-la hay không? Hãy nhìn gương mặt của Emma. Tội nghiệp, đang rất ghen tị. Bong bóng thực sự là sô-cô-la rất to. Wow! Trông thật là tuyệt. Yeah! Wow! Nhưng Kate, hãy suy nghĩ trước khi cắn nó. Boom! Và đây là một vụ nổ sô-cô-la lớn. Hóa ra lại là rất vui. Kate lại muốn làm lại một lần nữa. Ngay cả Emma cũng không còn ghen tị và cười nữa. Thật ra tớ chỉ muốn ăn bánh mì kẹp xúc xích với tương cà, nhưng không phải là sô-cô-la. Nhưng phải tuân theo quy tắc. Tớ đã tưởng tượng nó sẽ kinh tởm như thế nào. Ôi, mãi mà ăn được hết. Sự cân bằng. Một người thì vui, người khác thì không. Sushi, cá và sô-cô-la từ trước đến nay chưa bao giờ được ăn với nhau. Thật là khó tưởng tượng ai có thể thích được điều này. Chắc chắn không phải Kate. Bạn ấy đáp ứng các điều kiện của thử thách và sushi với sô-cô-la. Trông thật là tệ. Và cũng không ngon một chút nào. Emma mong đợi nhiều từ nachos của mình. Cho đến nay, mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tuyệt vời. Emma thích mọi thứ. Vậy cuốn đi đến mức bôi sô-cô-la hết cả lên người mình. Nachos đã hết sạch rồi. Và chỉ còn lại ký ức. Nhưng Emma không muốn bỏ cuộc. Đây là kích thước phù hợp. Wow! Vào đài phun nước sô-cô-la nhanh lên. Nhưng Emma loay hoay lâu quá. Muốn thêm sô-cô-la. Cuối cùng, Kate cũng không chịu được nữa. Cuộc chiến thực sự bắt đầu. Emma, bạn cần phải cẩn thận hơn mỗi lúc bạn có đồ ăn ngon trong tay. Ai nhanh tay đây? Tốc độ trong trường hợp của chúng ta là tất cả. Khoai tây chiên kết thúc nhanh như chóng mặt như nó xuất hiện vậy. Xong. Hãy nhìn vào cảm xúc của Kate. Bạn ấy rất hạnh phúc. Nhưng Emma thì không. Yes. No. Đúng rồi, Kate lại có những chiếc thời xinh xắn. Bạn ấy rất tiện để xúc sô-cô-la. Và đây là những thứ của Emma. Đồ hải sản. Những con bạch tuộc rất dễ thương trong sô-cô-la, nhưng chắc không ngon chút nào. Emma phải được ghi công. Bạn ấy là một người anh hùng. Bạn ấy che giấu cảm xúc của mình, nhưng nét mặt của bạn ấy đã phản bội tất cả. Dù sao thì đây cũng là sự kết hợp khủng khiếp. Những chiếc thìa nhỏ rất đáng yêu. Ai đó sẽ được ăn ngon bây giờ. Emma, cái này tiện lắm.
Xin lỗi bạn không được thử. Thêm một chút nữa cho đầy cái thìa. Nhân tiện bạn có biết rằng những chiếc thìa này có thể ăn được không? Ồ. Ôi, cái gì trong thìa thế này? Sao nó lại trong miệng của tớ? Lại là bạn. Ồ. Vẫn chưa đủ à? Không. Đây, của bạn đây, tự ăn đi. Trời ơi.